Vâng, bây giờ trở lại với những thông tin về thời tiết ạ. Chị Quỳnh Anh này, đúng dịp nghỉ lễ thì miền Bắc dự báo lại có mưa. Vậy thì đợt mưa này có nào khả năng xảy ra mưa to và có kèm theo những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm gì hay không chị? Đợt mưa lần này thì các chuyên gia nhận định là không quá lớn ạ. Và hiện tại thì một số nơi cũng đã có mưa rồi. Ngay sau đây thì mời chị Thanh Huyền và quý vị khán giả cùng tôi theo dõi ảnh radar ngay lúc này. Có thể thấy là tại Lai Châu, Lào Cai, Bắc Cạn, Cao Bằng, Bắc Giang và Quảng Ninh thì đã có mưa rào rồi, tương ứng với vùng màu vàng và xanh lá như quý vị thấy ở đây. Theo đánh giá của các chuyên gia thì đợt mưa lần này không lớn ạ. Lượng mưa tích lũy trong ngày hôm nay chỉ từ 10 đến 30 mm và chỉ một vài nơi là mưa trên 50 mm. Tuy nhiên thì trong ngày hôm nay thì mưa không liên tục mà đan xen có những khoảng nắng gián đoạn. Vì vậy mà các kế hoạch vui chơi của mọi người vào ngày nghỉ lễ sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Mưa xảy ra đến hết ngày mai, sau đó đến 2 ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nắng nhiều trở lại. Với diễn biến thời tiết như vậy thì sẽ chỉ dịu được một ngày hôm nay thôi, như là tại thủ đô Hà Nội nhiệt độ là 32 độ, còn từ ngày mùng 2 cho đến ngày mùng 4 tháng 9 thì sẽ tăng lên mức là 34 độ ạ. Và tôi thấy dự báo là ở các tỉnh phía Nam thì cũng có mưa, vậy thì diễn biến cụ thể như thế nào chị Quỳnh Anh? Vâng, với Tây Nguyên và Nam Bộ thì cái thời điểm mà xảy ra mưa sẽ là vào buổi chiều ạ. Và trong khoảng thời gian từ 15 đến 18 giờ sẽ là lúc mà có mưa nhiều. Cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to với lượng mưa là từ 25 đến 50 mm. Đề phòng là kèm theo nguy cơ về dông lốc, sấm sét, gió rất mạnh. Còn từ sáng đến đầu giờ chiều, hai khu vực này vẫn có nắng. Nhiệt độ ở Tây Nguyên là 30 đến 32 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ thì sẽ nóng hơn, 33-34 độ. Trung Bộ là nơi nắng nhiều nhất trên cả nước vào ngày hôm nay, có nơi thì còn chạm mức nắng nóng 35 độ, còn lại các nơi khác thì sẽ phổ biến là từ 32 đến 33 độ. Về chiều tối thì khả năng sẽ xảy ra mưa dông ở một vài nơi nhưng rất nhanh. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, dự báo ngày hôm nay thời tiết quanh hai khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì đều ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa tốt trên 10 km và gió thì không vượt quá mức cấp 4 ạ. Vâng, vậy cảm ơn chị ạ. Về cơ bản là trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ là thời tiết khá là đẹp, thuận lợi cho việc vui chơi của người dân đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại bảng nền nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong 3 ngày tới.